Xin chào các bạn, tôi Lương Trailer đã rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về quá trình thi công trọn gói của công ty cổ phần kiến trúc Isato. Thì công ty chúng tôi đang có mặt tại khu vực Phủ Dày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để chia sẻ các bạn một công trình do công ty chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Đó là công trình từ đường mà công ty chúng tôi đã thiết kế và đang thi công trọn gói cho gia chủ tại đây. Thì bên cạnh tôi đây là bạn Thuần, là kỹ thuật hiện trường của công trình. Thì sự khác biệt của công ty chúng tôi so với các cái đơn vị thi công trọn gói khác đó là gì ạ? Mỗi một công trình chúng tôi đều có một kỹ thuật hiện trường, từ lúc mà định vị rác móng công trình tới lúc bàn giao công trình. Thì Thuần xuống đây được khoảng bao nhiêu ngày rồi em? Em xuống được 4 ngày rồi ạ. Thì chúng ta đã làm được khoảng hơn 4 ngày một chút đúng không? Dạ vâng. Thì cái công việc của chúng ta đang giai đoạn này là công việc gì? Bây giờ hiện tại công trình đang thi công giai đoạn là đổ lót móng ạ. Đổ lót móng đúng không? Dạ vâng. Ở đây thì nhân công của chúng ta khoảng bao nhiêu người hôm nay? Dạ, hiện tại hôm nay là có 4 người ạ, sáng buổi sáng 4 người. Có thể thì giai đoạn nào thì chúng ta sẽ tiến hành xong cái phần lót móng này? Dạ, phần lót móng thì chắc trong buổi chiều hôm nay là xong ạ. Vào sắt thì bao giờ? Vào sắt là sáng mai ạ. Sáng mai chúng ta ra công sắt luôn, song hành với hoàn thiện phần lót móng đúng không? Dạ vâng. Vâng. Rồi. Thì công ty chúng tôi có 4 lớp giám sát. Lớp thứ nhất đó là kỹ thuật hiện trường, ở đây trực tiếp cùng với các bác thợ để gì ạ? Nắm bắt được về kỹ thuật cũng như làm sao mà có thể làm các cái biên bản nghiệm thu đầu vào về vật liệu, biên bản nghiệm thu về công việc hoặc là các cái biên bản về bàn giao để làm sao mà phối hợp giữa tổ đội cũng như chủ nhà đảm bảo đúng giống với bản vẽ thiết kế cũng như chất lượng cho công trình. Lớp thứ hai nữa là các bạn kỹ thuật đây là thường xuyên phải báo cáo trên các cái nhóm của công ty. Trong các nhóm đó sẽ có các cái chủ trì về phần thiết kế cũng như trưởng phòng thi công để gì ạ? Một lần nữa kiểm tra hoặc là bạn Thuần đây có cái khó khăn gì đó có thể là nhờ các cái chủ trì hỗ trợ trong cái quá trình thi công. Và lớp thứ ba đó là gì ạ? Trước mỗi lần giai đoạn đổ móng hoặc là đổ sàn thì trưởng phòng thi công sẽ xuống để nghiệm thu một lần nữa. Sau đó ok đồng ý bắt đầu với sẽ tiến hành là gì ạ? Chúng ta đổ bê tông. Dạ vâng. Và lớp cuối cùng đó là lớp lãnh đạo, là giám đốc hoặc là chủ tịch như tôi đây thì thi thoảng sẽ xuống để kiểm tra công trình. Thì hôm nay tôi xuống thì giai đoạn cũng chưa có gì cả. Nhưng cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút về thông tin công trình này để các bạn có thể tham khảo về mặt hình khối kiến trúc, về mặt công năng cũng như hiểu hơn về cái quy cách mà chúng tôi thi công trọn gói ở trên 63 tỉnh thành. Thì Thuần có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái khổ đất của chúng ta xây dựng công trình nhà thờ này như nào không? Dạ vâng, đây khổ đất của chúng ta là chiều dài 20m ạ. 20m là tính từ cái bậc tam cấp của công trình cũ. Dạ vâng. đến cái thửa đất này. Thửa đất này. Còn dạ chiều ngang này. Chiều ngang là 12m anh ạ. 12m đúng từ không? Hàng rào sang bên này. Vâng. Chủ đầu tư công trình này là bác Hải. Thì công trình này thì có một cái rất là đặc thù. Ngay bên cạnh các bạn đang nhìn thấy trên flycam đó là Phủ Lội đúng không ạ? Dạ vâng. Đấy, và Phủ Dày thì cách đây cũng không quá là xa. Đặc biệt là gì ạ? Đã có công trình nhà ở 2 tầng cũ rồi. Thì bác có gọi chúng tôi về và nhờ chúng tôi tư vấn làm sao mà đặt công trình từ đường mà gia đình mong muốn ở cái vị trí hợp lý, đảm bảo về mặt phối cảnh tổng thể của công trình. Tại vì đã có công trình cũ rồi. Cái thứ hai nữa là đảm bảo về mặt tâm linh, tại vì gần công trình là tâm linh Phủ Lội ở đây. Đó. Thì chúng tôi với tư vấn cho bác là công trình từ đường lên đặt ở phía đằng trước và cách mép của cái bậc tam cấp của công trình nhà cũ là 5m. Đấy, tức là phía đằng sau công trình từ đường là cách mép bậc tam cấp của công trình nhà cũ là 5m các bạn nhé. 5m như vậy thì sẽ đảm bảo được cái khoảng sân của gì ạ? Của công trình nhà ở. Đó. Và thứ hai nữa là vẫn đảm bảo được cái khoảng sân ở phía đằng trước công trình từ đường này rộng rãi. Thì chúng tôi ưu tiên cái khoảng sân phía đằng trước công trình từ đường này rộng rãi để gì? Sau này con cháu về thì có thể vào cổng ở phía đằng trước này để ô tô. Và chúng ta có một cái khuôn viên sân vườn rộng ở công trình từ đường. Đúng. Và khi mà khách khứa vào đứng từ đây nhìn vào thì sẽ thấy gì ạ? Đồng bộ hơn về mặt kiến trúc và mặt hình khối. Thế còn mép bên này thì chúng ta để cách bờ rào là bao nhiêu? Dạ, thưa anh, mép bên này từ tường hàng rào vào đến mép của tường trình là 2m2 anh ạ. 2m2 đúng không? Vâng. Đấy, thì chúng tôi có một cái hành lang đi thẳng vào cái công trình nhà ở. Đặc biệt là sau này bác ấy sẽ bỏ cái phần hàng rào và sẽ làm một cái hàng rào trang trí đẹp ở cái khu vực này. Nên 2m2 là một cái khoảng cách rất là hợp lý. Vâng. Còn cái kích cỡ của công trình từ đường chúng ta làm cho gia chủ thì kích cỡ như nào? Đây thưa anh, chiều ngang ở đây là 9m, 9m30 ạ. Và chiều dọc ở đây tính cả cái trụ này là 8m7 ạ. 8m7, tức là tổng diện tích một mặt bằng của công trình là bao nhiêu mét vuông? Dạ, 63m anh ạ. 63m đấy là diện tích sử dụng, chưa tính cái phần bậc đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đấy, và phần cột đèn. Dạ vâng. Đấy, 60m2 sử dụng. Vâng. Đó, thì rất là phù hợp với công trình ở đây. Và chúng tôi tư vấn với cái diện tích đấy để làm sao ạ?
Thứ nhất đối với công trình từ đường là chúng ta không được diện tích quá lớn, đặc biệt là có công trình phủ lội ở bên cạnh. Đúng rồi. Và chiều cao của công trình của chúng ta là bao nhiêu mét? Dạ, chiều cao thì đây là thấp hơn cái công trình bên phủ nội bên kia. Đúng rồi. Không được cao hơn này. Đúng rồi. Là khoảng bao nhiêu mét? Dạ, tầm 5 mét đấy. Và gần 5 mét đúng không? Đúng rồi. Thì các bạn thấy là công trình phủ lội thì ngay ở bên cạnh nên chúng tôi tư vấn cho bác là cái chiều cao thì sẽ thấp hơn so với công trình phủ nội. Nhưng gì ạ? Ở phần nền cốt 00 của công trình từ đường phải cao hơn so với công trình nhà ở để nó gì ạ? Phù hợp với tính chất mặt phong thủy các bạn nhé. Và thường cao hơn thì một tí thôi, khoảng bao nhiêu phân? Khoảng 2 phân thôi nhỉ. Khoảng 2 phân. Được. Đấy, thế là hợp lý, là đẹp các bạn nhé. Hiện trạng của khổ đất này khi mà chúng ta đào lên thì đất nó là đất gì? Đất thịt, đất cứng ạ. Đất cứng đúng không? Dạ vâng. Đó. Này đất cứng. Thì các bạn thấy là khi mà chúng tôi cho máy đào lên thì toàn bộ là đất rất là cứng rồi. Và ở cái vị trí mà xây công trình từ đường đây là một cái công trình nhà cũ đã được gì ạ? Chúng tôi phá bỏ. Dạ vâng. Và chúng tôi tận dụng cái gạch của công trình nhà cũ để đưa vào gì ạ? Cái nền đất này. Thực ra đất này rất là cứng rồi. Đất cứng. Nhưng mà cũng tận dụng cái việc là gạch vỡ này cũng không làm gì. Dạ vâng. Thì chúng ta sẽ cho vào đây và đỡ mất cái công vận chuyển đúng không ạ? Đúng rồi. À, và khi mà chúng ta cho gạch vào đây thì cái công tác làm sao để đảm bảo được cái phần chúng ta làm cái phần lót ấy, bê tông lót ấy nó bằng phẳng thì anh có thể chia sẻ với mọi người một chút. Được rồi. Khi xúc chạc từ trên xuống em cho máy xúc san phẳng đi rồi ạ. Rồi. Xong rồi cho đầm cóc và đầm các vị trí mà dầm. Tức là những cái vị trí mà sẽ có đổ móng, dạ, đổ vâng, móng, vâng. Dầm móng đúng không? Dạ, vâng, đúng à, chúng ta sẽ đầm thật chặt. Đây là đã đầm rồi vâng, các bạn vâng, nhé. Đấy, toàn bộ đầm chặt rồi. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng một lớp gì? Dạ, một lớp bê tông lót 10 phân. Bê tông lót 10 phân. Dạ, vâng. Thì đây chúng tôi mới làm lúc sáng thôi. Tí nữa chúng tôi sẽ làm cái lớp mặt nữa. Và làm toàn bộ cái phần bê tông lót còn lại. Ở trong chiều nay là có xong không? Dạ, trong chiều nay cố gắng là xong hết ạ. Xong hết đúng không? Dạ, vâng. Đó, thì các bạn có thể cùng tôi ngắm qua cái phối cảnh 3D cũng như mặt bằng công năng của công trình trên bản vẽ để xem là đối với cái kiến trúc này thì nó có đẹp không, là hợp lý không các bạn nhé. Móng đây chúng ta đào sâu bao nhiêu? Dạ, móng trong bản thiết kế là âm 1m6 anh ạ. Âm 1m6? Dạ vâng. Và em nói qua một chút về phần sắt móng của chúng ta. À, sắt móng thì là sắt dầm móng của chúng ta sẽ là phi 18 ạ, 3 thanh... Trên 3 thanh 3 dưới? Thanh trên 3 thanh dưới ạ. 6 phi 18 đúng không? Dạ vâng. Còn thép của móng? Thép móng là sắt phi 12 ạ. Rồi, A bao nhiêu? A 200 anh ạ. Lớp trên, lớp dưới đều là 12. Dạ vâng, lớp trên cả hai lớp ạ. Đó. Thì các bạn có thể xem thêm cái bản vẽ kết cấu móng để hiểu hơn về móng công trình này. Thì đối với cái công trình mà có địa chất rất là tốt này, chúng ta là làm móng băng là cực kỳ là đảm bảo rồi. Dạ vâng. Đúng không ạ? Đó, thì hy vọng một cái clip nó cũng rất là ngắn ngủi thôi, tại vì công trình cũng chưa làm được nhiều. Nhưng mà các bạn có thể tham khảo thêm một mẫu công trình từ đường và hiểu hơn về sự khác biệt của công ty chúng tôi. Thì hiện nay công ty cổ phần kiến trúc Isato là cái đơn vị thiết kế và thi công có số lượng công trình nhiều nhất trên cả nước. Hiện nay chúng tôi đang làm đồng thời khoảng gần 20 công trình, đó, cả nhà dân và cả công trình từ đường. Và rất là cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng, đặt niềm tin ở Kisato để công ty chúng tôi có cơ hội phục vụ quý khách hàng. Sự khác biệt của chúng tôi là gì ạ? Chúng tôi đồng bộ giữa thiết kế và thi công. Nhiều đơn vị thì họ chỉ làm thiết kế không, hoặc là thi công là tự ý là thiết kế, hoặc là đội thợ là tự phát sinh là thi công. Dạ vâng. Ở đây thì chúng tôi đảm bảo được hai khâu thiết kế để làm sao mà có cái sự sáng tạo, đưa cái nét văn hóa truyền thống nhưng mà vẫn phù hợp với cái lối từ đường cổ ngày xưa. Đó, và có những cái lối kiến trúc phá cách. Và thợ thì là thợ lành nghề, khi mà từ bé họ đã đi cùng cha ông để làm cái nghề thi công chùa chiền từ đường rồi các bạn nhé. Và cuối cùng là gì ạ? Lớp thi công giám sát 4 lớp. Đấy, chúng tôi gồm 4 lớp giám sát và bao giờ có kỹ thuật hiện trường ở đây ăn ở để làm sao đảm bảo toàn bộ công trình này được diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Đặc biệt là gì ạ? Mỗi một giai đoạn chúng tôi đều có biên bản nghiệm thu, vật liệu đưa đến cũng phải là gì ạ? Nghiệm thu với chủ nhà, và từng giai đoạn làm xong phải nghiệm thu để chúng tôi tiến hành làm các cái công đoạn tiếp theo, chứ không giống như các công ty khác thì thi thoảng kỹ thuật mới chạy đi chạy lại, hoặc là gì ạ? Họ sẽ không có những cái biên bản, không có những cái nhật ký, đúng không ạ? Và không có những cái lớp giám sát ở phía trên, thì chúng tôi hướng đến cái chất lượng, để hướng đến cái sự hoàn hảo và hướng đến cái sự chuyên nghiệp. Thì hy vọng thông qua clip này bạn có thể hiểu hơn về cái cách mà chúng tôi đang thi công trọn gói trên toàn quốc. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.